Chào mọi người, nay David thì sẽ phân tích tổng quan một số các cái diễn biến của thị trường trong vòng vài ngày qua và một số các cái cơ hội cũng như là dự án của chúng ta để chúng ta có thể kiếm tiền cái mùa khủng hoảng, mùa dịch bệnh này. Thì như chúng ta đã biết, chúng ta có thể tham gia vào các cái kênh đầu tư online, ngồi nhà kiếm tiền, ngồi nhà đầu tư hay là sử dụng internet để kiếm tiền thay vì chúng ta đi ra ngoài. Tất nhiên thì đối với những người làm business thì chúng ta vẫn mở rộng các mối quan hệ giao lưu, nhưng mà chúng ta phải trang bị khẩu trang cũng như là bắt tay có văn hóa để chúng ta tránh bị lây truyền virus. Quay trở lại các cái diễn biến sóng thì thời gian vừa qua người ta nói rằng là uptrend là một cái cụm từ mà chúng ta có thể nhìn thấy. Tuy nhiên chẳng cái gì lên mãi cả và cũng chẳng cái gì xuống mãi. Chúng ta có sự chờ đợi thì lập tức chúng ta có được cái ưu tiên về các con sóng, đặc biệt là lưu tâm về các cái đường Bollinger Band giữa được coi là các điểm điều chỉnh. Vậy thì khi mà giá được hồi lên để có thể short sell thì chúng ta cũng phải cảnh giác, hoặc giá đang lên thì sẽ điều chỉnh về đường Bollinger Band giữa đó, rồi lên tiếp. Và khi mà bị phá vỡ, tức là dòng tiền bị các cái cá mập và đổ vào để người ta gom ở một cái số lượng lớn đánh sập để chốt lời, thì đấy là những cái yếu tố mà chúng ta cần phải xem xét. Chúng ta cũng lưu tâm đến các cái đồng tiền chính, lưu tâm đến đồng tiền chính, sự hồi giá của các đồng tiền chính bao giờ cũng sẽ tốt hơn. Và từ đó chúng ta mới nhìn nhận được các yếu tố mà chúng ta theo đồng nào. Có những bạn hỏi tôi rằng thì mua rất nhiều đồng, đúng không ạ? Nhưng mà nay chúng ta nên tập trung vào một hai đồng mà thôi. Ví dụ tôi rất thích NEO hay EOS hay là Bitcoin, đúng không ạ? BNB, ví dụ thế. Tuy nhiên chúng ta phải phối hợp giữa việc ra đồng USDT hay ra đồng Bitcoin để chúng ta hóa ra, để chúng ta kiếm được nhiều hơn. Thì trước khi vào phân tích, chúng ta sẽ điểm qua các cái yếu tố mà chúng ta sẽ theo dõi trong nhóm của tôi, ông già đầu tư, ông già triệu đô. Chúng ta vào, chúng ta đăng ký theo dõi Facebook cũng như là vào nhóm kín ông già đầu tư. Hiện tại thì chúng tôi cũng đưa ra rất nhiều các cái giải pháp để chúng ta có thể kết nối và cùng kiếm tiền năm 2020. Chúng ta đăng ký ở các cái link david.vn có ở trong Facebook của tôi, hay là Zalo 0987732228. Ngày hôm nay chúng ta xem qua CoinMarketCap với cái sự điều chỉnh của giá xuống, nhưng có cái sự bắt đáy của thị trường Trung Quốc cũng như là các yếu tố FOMO, tức là người ta tranh thủ mua vào khi mà chúng ta không thấy người ta đổ tiền vào chứng khoán hay bất động sản hay là hàng hóa phái sinh hay là các cái hàng hóa khác, mà người ta tập trung vào rình rập những cái cơ hội của tiền số khi mà niềm tin của tất cả những cái đồng khác cũng như là các cái cơ chế đầu tư khác không còn nữa. Người ta chỉ có tập trung vào tiền số mà thôi. Do vậy cái cơ hội khi điều chỉnh giá là có cái lực mua vào. Thứ nhất, vốn hóa đã ngót nghét 300 tỷ, đúng không ạ? Sau đó có điểm chốt lời là về 295 tỷ. Đây, ngày hôm nay Bitcoin ở dạng là 61.6% và các cái chiếm cái tỷ lệ mà người ta có thể hóa vào, người ta nạp vào, người ta mua các cái đồng khác. Thị trường với 20.737 cái chợ, thị trường rất nhộn nhịp và chờ một cú swing của halving đợt tới. Các cơ hội trước khi halving, tức là tầm tháng 5, tháng 6 thì các đồng tiền vẫn lên ngôi. Do đó chúng ta phải xem xét xem các cái yếu tố mà recently added, mới đưa lên, đúng không ạ? Trong cách đây 1 ngày 1 đồng lên, 2 ngày có 3 đồng lên, cách đây 3 ngày có 2 đồng lên, đúng không ạ? Nhưng từ hôm cách đây 5 ngày thị trường bắt đầu nổi lên thì có 5 đồng lên liền. Chứng tỏ là gì ạ? Thị trường đang diễn biến một cái tích cực. Đây là yếu tố quan trọng nhất để chúng ta xem xét. Giá thì cũng rất là rẻ, giá rẻ. Nhưng có những đồng bắt đầu chúng ta nhìn thấy sự hiện diện chi chít của các cái vốn hóa trong vòng 1 ngày, 12 triệu đô, 10 triệu đô, đúng không ạ? 2 triệu đô, các cái sự đa dạng hóa nhiều hơn. Sau đó chúng ta lại xem xét tiếp các cái thị trường biến động nhiều nhất, có FLG 251%, tức là nhân đôi ở các cái giá 47, đúng không ạ? Chúng ta có thể tìm hiểu tất cả các website, các coin này, xem hệ sinh thái nó là gì mà nó lên như vậy. Buy sell
Bun và bia 154 giá 22 đô đúng không? Còn các đồng coin khác rất là thấp. Vậy thì cái top coin của chúng ta, chúng ta vẫn chú ý đến các cái top 10. Terop đúng không ạ, 3.24 đô rồi. Binance Coin, US, Tether, Litecoin, Bitcoin SV, đúng không? Bitcoin Cash và XRP. Đợt này XRP chúng ta phải chú ý nhé, có rất nhiều các thông tin khi mà định dạng cổ phiếu, thì trong thời gian này tôi cũng để ý đến XRP rất là nhiều. Với lại Litecoin, Litecoin thì có cái sự điều chỉnh và chắc chắn là biến thiên rất là mạnh khi mà XRP có cái tin tức là gì ạ, tham gia vào các lĩnh vực cổ phiếu và phát hành cổ phiếu. Đối với XRP, Ether thì khỏi phải nói rồi, đây vẫn là một cái trong những công cụ của các cái đơn vị thanh toán Bitcoin, Ether. Do vậy là Bitcoin hiện tại đã về cái mốc của 50% giá trước, tức là 10.000. Vậy thì Ether chúng ta vẫn kỳ vọng giá 700 đô trong thời gian tới đây, sớm muộn. Mà Ether thì giá 1.400, mà nay chúng ta kỳ vọng lên giá 700, vậy chúng ta sẽ xem xét các cái con sóng như sau. Điều số 1 đó là chúng ta xem xét ở cái khung thời gian một ngày, thì chúng ta biết được cái mốc giá 1.000 đô nó nằm ở đâu. Chúng ta xem mốc giá tuần đi. Các mốc 819 là rất xa, các mốc 982 rất là xa, tầm 1.000 đô rất xa. Do vậy giá đang vượt lên trên của đám mây, chúng ta nhìn thấy các mức cản gọi là đám mây Ichimoku là các cái cản cứng của thị trường. Nếu trong trường hợp mà trong tuần tới, đây là biểu đồ tuần, mà Ether nó giữ được ở mốc này thì chắc chắn có một cú swing giá rất là khủng khiếp để chinh phục mức 366. Do đám mây là một trong những yếu tố cản cứng, giá nằm dưới đám mây sẽ có xu hướng đi xuống và nó giữ rất là vững. Nhưng nếu giá vượt qua đám mây mà nó không bị cản lại và nó giữ được cái mốc này trong tuần tới, tôi nghĩ rằng ở vùng 300 và 264 mà Ether giữ được ở các vùng trên này, lập tức chúng ta có cái sự kỳ vọng vượt lên trên đám mây 360. Ví dụ cái vùng này 360, nếu trong trường hợp lên trên đám mây ở các cái vùng như là 451, 534 thì chắc chắn nó sẽ giữ vững được. Tất nhiên nếu trong trường hợp giữ vững ở trên đám mây Ichimoku, một trong mức cản cứng, thì nó có thể giữ vững và đi lên tiếp. Nhưng nếu nó vượt lên trên đám mây này mà không giữ vững được, nó lại tiếp tục xuống, thì tại vùng 163 hoàn toàn chúng ta có thể nhìn thấy giá luôn có xu hướng đi về đường giữa của Bollinger Band và Ichimoku. Do vậy Ichimoku ở đây đạt cái mức độ 209 là các mức cản, vùng 300 là 209, và có thể tệ nhất dưới vùng Ichimoku là 163. Do vậy những người ta chờ đợi ra USDT để chờ các vùng thấp. Và chúng ta cũng nhắc lại là giá là sự lặp lại của quá khứ. Thế nhưng mà khi mà giá lên trên đám mây Ichimoku thì hoàn toàn Ether có thể đưa ra cho chúng ta các mốc là 366. Do vậy những người mà mua được giá Ether thấp thì người ta có thể chờ. Và đây là biểu đồ tuần. Nhưng ngắn hạn trong biểu đồ H1 là biểu đồ ngày, thì chúng ta nhìn thấy là giá có sự điều chỉnh, sự bắt đáy ở các cái vùng dưới, đúng không? Giá điều chỉnh về đường giữa Bollinger Band rồi sẽ xuống tiếp. Đây là công thức kinh điển, giống như là giá điều chỉnh về Bollinger Band giữa rồi lên, đúng không? Giá đang lên điều chỉnh về Bollinger Band giữa rồi lên, giá đang lên tiếp điều chỉnh Bollinger Band dưới rồi lên, cứ như vậy nó tạo ra một cái con sóng. Nhưng khi mà giá đã sập xuống, đúng không ạ, nó sẽ điều chỉnh về đường Bollinger Band giữa rồi sập xuống. Đây là yếu tố quan trọng để chúng ta xem xét trong ngắn hạn. Nhưng chắc chắn trong thời gian này, với các yếu tố về bệnh dịch, dịch tễ, thì lập tức là gì ạ, các vùng mua của chúng ta, vùng mua đẹp đó là vùng 250. Do vậy trong ngắn hạn sẽ có cái lực đẩy từ vùng 250 trở lên. Đó là đối với Ether. Và dài hạn thì sao ạ? Tôi kỳ vọng là 50% của Bitcoin giống như là 10.000 và 700. Vậy 366 nó giữ được thì nó sẽ vùng lên 535. Thì đấy là yếu tố dài hạn rồi. Tất nhiên sự cổ vũ của thị trường, sự phân tích nó có thể sai khi mà gì ạ, lực bán của các cái cá mập, những người làm thị trường, những nhà đầu tư, những con cá mập xả hàng. Tôi nhớ có một cái người mà thu gom được rất nhiều Ether, sau đó là năm ngoái họ đẩy lên sàn, họ bán ra
Và khi mà họ bán Tống Mãn Tháo 3 triệu Ether lập tức là gì ạ? Giá về 85 đô luôn. Mặc dù phân tích kỹ thuật người ta nói rằng là đó là điểm cuối cùng của cái vùng giá 100, cản rất cứng, rất lâu giữ ở giá 100, thế nhưng mà có cái lực bán lên. Và các cái ví, các AI công cụ trí tuệ nhân tạo họ phát hiện ra cái lực đẩy lên ví tổng để họ xả hàng, lập tức các phân tích kỹ thuật nó đảo lộn lại hoàn toàn và nó xuống 85 luôn. Thì chắc là cái cá mập đó thì ai cũng đã biết. Ok, trong ngắn hạn có thể xuống và chúng ta gom. Vậy thì có rất nhiều người hỏi tôi rằng là thế có nên chốt ra USDT hay không? Xin thưa rằng mua bằng USDT luôn lợi hơn mua bằng Bitcoin nhé. Thế nhưng mà cái việc chốt chốt của người này không phải là chốt của người khác. Chốt của người này tức là sự hài lòng về số vốn. Vốn được nhân ra lãi và về Vietcombank hoặc về USDT được coi là sự bảo đảm của việc đầu tư có lãi. Do vậy, cái việc chốt ra khi nhà đầu tư thỏa mãn được cái yếu tố là có tiền và lãi suất. Nhưng nhà đầu tư chưa chốt khi mà gì họ vẫn thấy lỗ và họ chưa cảm thấy an toàn. Ngoài ra, cắt lỗ thì nhà đầu tư thắng ở trận trước thì có thể cắt lỗ sớm hơn nhà đầu tư thắng ở trận sau và thường có cái xu hướng trữ lại. Do vậy, lấy điểm gốc đó là sở hữu một Ether hay một Bitcoin hay 10 Ether hay 10 Bitcoin thì đó là số lượng mà thôi. Còn quy về USDT thì tùy theo cái cá nhân mà hợp thức hóa của cái dòng vốn thì chúng ta sẽ có sự an toàn. Đó là Ether. Còn Bitcoin thì sao? Trong ngắn hạn chúng ta cũng thể nhìn thấy điểm điều chỉnh là 1029 và có thể về nhắc lại trong vùng 9807 và chúng ta sẽ kỳ vọng về cái vùng 9719 để chúng ta mua lên. Giá là sự nhắc lại của quá khứ. Tuy nhiên giá này đang dưới Ichimoku, do vậy chúng ta vẫn thấy được là cái lực mua như này để gì gom và có thể nó lừa một lần nữa để xuống. Thì đây trong ngắn hạn chúng ta có thể mua vào. Việc điều chỉnh chúng ta sẽ nhắc lại ở các vùng 9717 để chúng ta mua vào. Giá sẽ nhắc lại ở các vùng 9700 để chúng ta mua vào, đó là Bitcoin. Giá đang có sự điều chỉnh khi mà cái lực mua từ thị trường Trung Quốc, thị trường châu Á buổi sáng ngày hôm nay thúc giá từ vùng 9700 đến vùng 10039, đây là yếu tố mà để nó vượt qua. Tuy nhiên nếu trong hợp giá vượt qua Ichimoku 10092, tức là 10.092 đô thì hoàn toàn nó lại trở về các cái vùng nó đã phá và nó lừa rất nhiều người đánh sập xuống đội margin. Do vậy 10.252 sẽ bị phá và có thể lên tiếp. Tuy nhiên trong lúc này chúng ta hãy nhớ rằng là việc sở hữu và nắm giữ là xu hướng chung của thị trường, do vậy là gì ạ, cái việc đánh xuống là hạn chế. Sự vượt của Litecoin là cái cú swing, cú hút hấp dẫn của thị trường với người Trung Quốc, người ta thích Litecoin nhiều hơn. Litecoin giống như là Ripple, chúng ta thấy được là giá kích thích và hấp dẫn những cái nhà đầu tư nhỏ với số vốn nhỏ, người ta thích gia tăng về số lượng, do vậy là Litecoin đã được tăng trưởng theo phân tích kỹ thuật. Cũng chờ sự biến động của vượt lên trên Ichimoku với giữa điểm giữa Bollinger Band là chúng ta kỳ vọng ở vùng 82.04 và nhắc lại ở vùng 83.17 nhé. Đó là yếu tố phân tích kỹ thuật. Các cỗ máy quét của chúng tôi đưa ra, chúng ta có thể xem. Những người mà cần phải quét máy quét này để vào thì vào xtb.com.vn, có cái link ở dưới nhé, để chúng ta xem được các con sóng thông qua các việc máy quét. Chúng ta ngày hôm nay thứ bảy cuối tuần chúng ta không có các cái máy về forex thì chúng ta sẽ quét về sức biến động của tiền ảo, tiền số, đúng không ạ? Chúng ta sẽ nhìn thấy xu hướng thị trường ngày hôm nay đối với chỉ số, bỏ cái forex đi, chúng ta chỉ xem tiền số. BCH vẫn được đánh giá là 100% lên, Litecoin 100% lên, đúng không ạ? XRP 100%, đúng không ạ? Toàn bộ thị trường đang rất là hưng phấn lúc này. EOS, IOTA, NEO, TRON, đây là những đồng lớn, đúng không ạ? Ether thì có cái đánh giá là 75% lên thôi, Bitcoin Cash là 80.4, Stellar là 81, Dashcoin 85.4%, Bitcoin 88%, đúng không ạ? Zcoin 88%, Ethereum 89%, đó là Stellar 90%. Ripple 97.3%. Do vậy đây vẫn là cái xu hướng. ADA được đánh giá 93%. Do vậy là gì ạ? Chúng ta có thể xem xét được các cái yếu tố mà thị trường nó vẫn đang hưng phấn cho những cái đầu coin nó có sự điều chỉnh. Và
Và chúng ta theo dõi NEO, một trong những đồng rất là hấp dẫn khi mà giá bùng và người Trung Quốc người ta có thể là thích mua. Quy tụm cho những ai thích sự giá rẻ, đúng không ạ? Các con sóng của Bollinger Band và Ichimoku cho ra các điểm mua, và ETC trong vùng 10 là có thể mua được, và mua chấm 9.7 là gom tầm 10 và 9.7, thì đấy là những cái yếu tố quan trọng. Thì điểm qua tình hình thị trường như vậy thì hy vọng rằng chúng ta có cái cách kết nối với nhau, thì đừng ngần ngại Zalo với David 0987732228 và đăng ký link ở dưới các cái video này david.vn để chúng ta có thể tham gia các dự án cũng như là các cách để chúng ta có thể học hỏi cũng như là đào tạo cũng như là đưa ra các giải pháp để chúng ta kiếm tiền trong thời kỳ khủng hoảng này. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại. Đừng ngần ngại liên lạc Zalo với tôi và đưa ra các giải pháp cùng với chúng tôi về đầu tư trong kỷ nguyên tiền điện tử.